CR7 lại đi vào lịch sử, còn một mình Richarlison chấp hết. Cả Bồ Đào Nha và Brazil ra quân với một chiến thắng. Tâm điểm của sân cỏ World Cup đêm qua đổ dồn vào trận ra quân tại World Cup 2022 của Cristiano Ronaldo, cầu thủ mới bị MU thanh lý hợp đồng. Dĩ nhiên, anh trở thành tâm điểm lớn nhất hiệp 1 trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Ghana. Đầu trận, cầu thủ 38 tuổi hóa thân thành cơ trưởng hãng hàng không với pha bật cao, khiến hậu vệ Ghana mắc chữ A, mồm chữ O. Nhưng hào quang khá lớn của CR7 chiếm hết spotlight, khiến cho bàn thắng trở thành thứ xa xỉ. Toàn bộ hiệp 1, Bồ Đào Nha chơi bế tắc trước một Ghana phòng ngự kiên cố. Sau một hiệp nhạt như nước cất, sang hiệp 2, hai đội mới chịu cho gia vị vào, biến đây thành một trong những hiệp đấu hấp dẫn nhất World Cup mùa này. Trong thế Bồ Đào Nha đang bế tắc, Ronaldo lại lên tiếng và bằng một cách rất quen thuộc, penalty. Nghe càng quen phải không? Đúng vậy, giống y hệt cái cách mà Messi đã ghi bàn đầu tiên tại World Cup lần này. Xe lè xào châu Âu cũng nhanh chóng chịu những gì mà Đức và Argentina đã phải nhận khi Andrew Ayew gỡ hòa cho Ghana. Quyết tâm không để địa chấn lặp lại, Bruno Fernandes lên tiếng với hai pha kiến tạo lần lượt giúp Felix và Liao ghi bàn tạo tỷ số lên 3-2. Dù cố gắng nhưng Ghana đành chịu bại trận ngày ra quân 2-3 trước Bồ Đào Nha. Trong trận đấu còn lại của đêm qua, đến lượt xe lè xào hàng Rio, Brazil ra quân đối đầu với Serbia bằng một hiệp nhạt 1-9-1-10 với trận trước. Được tin tưởng đá cao nhất trên hàng công, Richarlison một mình chấp hết hàng thủ Serbi khi ghi một cú đúp, trong đó siêu phẩm ngã bàn đèn đẹp mắt làm lu mờ luôn cả Neymar. Chung cuộc với hai bàn trong hiệp 2, Brazil ra quân thành công với thắng lợi nhẹ nhàng 2-0 trước Serbia.